Andrew Chris xin chào đón tất cả quý vị khán thính giả đến với chương trình Andrew Chris Show Show Show. Trở lại với danh hài bé mập và nam danh ca Quốc Anh. Anh Quốc Anh gặp anh được nhiều lần và cái may mắn là gặp anh trên cái ống kính nhỏ nhưng mà nó rất là lớn, là tại vì khán thính giả khắp mọi nơi yêu ái cái tiếng mộ của anh rất là lâu, tiếng ca của anh rất là lâu. Thì có thể nào anh có thể chia sẻ một vài cái kinh nghiệm đối với lại những người bạn trẻ đó, thì anh sẽ nói gì với họ, anh khuyến khích gì với họ và anh có đồng ý là những người trẻ nên đi vào cái con đường nghệ thuật hay không? Nghệ thuật thì một sự chọn lựa, là mình có một sự chọn lựa bước vào cái con đường nghệ thuật là một chuyện. Và trước mắt mình cái con đường nghệ thuật nó có nhiều cái trắc trở, nhiều chông gai, có nhiều cái may rủi lắm. Có những người có rất nhiều khả năng về nghệ thuật, nói về mặt ca hát, về mặt hài hước như là bé mập chẳng hạn, chưa biết trước cái đoạn đường mình sẽ tới nó sẽ gặp những cái gì. Nên ở cái tuổi này, ở cái tuổi đời và ở tuổi nghệ thuật là hơn 44 năm, thì anh nhìn những người trẻ tuổi bước vào nghề, anh thương lắm, anh mến họ lắm. Và anh luôn luôn khuyến khích họ, mong mỏi họ bước vào con đường nghệ thuật này một cách vững chãi, một cách dễ dàng hơn. Và được nói theo ngôn ngữ của ca nhạc sĩ Việt Nam, sân khấu của Việt Nam là mong muốn tổ nghiệp ưu đãi họ, hướng dẫn họ, tại vì họ có trái tim của một người nghệ sĩ, luôn luôn hướng về nghệ thuật, luôn luôn mong mỏi đem cái tâm hồn, cái tiếng hát, khả năng của mình để phụng sự cho đời. Thì cũng trong cái tinh thần đó, anh cũng chọn lựa được vài người tuổi trẻ, thành ra anh muốn anh hướng dẫn họ, hướng dẫn họ, anh trao cho họ, gửi gắm họ những cái kinh nghiệm của anh có, những cái điều mà họ cần nên biết khi mà bước dấn thân vào con đường nghệ thuật này. Phải nói là dấn thân nhé, bởi vì tại sao là vẫn dấn thân, khi anh đã bước vào trong con đường nghệ thuật này, anh đã là lựa chọn và nhất định để trở thành một nghệ sĩ chính chắn, một nghệ sĩ thuần túy, một nghệ sĩ có đạo đức, có tác phong của một nghệ sĩ, thì anh phải chấp nhận cái chuyện gì nó sẽ xảy đến với anh, chứ không đến nỗi nào nó gọi là tang thương lắm đâu mà chấp nhận. Nhưng mà có nhiều cái phũ phàng lắm, có nhiều cái phũ phàng trong cái con đường này, không nói chung chỉ con đường riêng con đường nghệ thuật này mà thôi, những con đường khác nó cũng khó khăn. Nếu muốn mình duỗi theo nó, mình muốn tiếp tục dõi theo con đường đó để đạt được cái đường sự nghiệp của mình ấy, thì chắc chắn nó phải có cái giá của nó. Cho em cắt lại chút xíu, chút xíu em quên đó là sao anh vừa nói về 40 năm và 44 năm. Thì trong cái kỷ niệm 44 năm này đó, em biết là anh đã làm ra một cái CD. Và anh có cái chương trình gì đặc biệt để anh giới thiệu gọi là cái CD nhạc của anh hay không? Theo như em biết thì em có cái poster đây, nếu mà quý vị có thể nhìn thấy. Thì đây là một cái chương trình mà anh thực hiện đúng không, để kỷ niệm cho anh 44 năm? Thì nó là một cái kỷ niệm mà ai trong nghệ sĩ, trong đời của nghệ sĩ, ai cũng có muốn chọn một cái thời điểm nào đó, 20 năm, 30 năm, 40 năm hoặc hơn nữa, làm cái mốc để mình kỷ niệm cái quãng đường mình đã đi qua. Và muốn để kỷ niệm cái quãng đường cũng đi qua thì mình phải có một cái bằng chứng, nó chứng minh. Thì cái CD này, anh thực hiện cái CD này cũng là để kỷ niệm cái 40 năm ca nhạc của mình. Mình sẽ gửi thêm cho đời đến một cái tác phẩm nữa. Mà các tác phẩm đó mình là quy tụ hết, mình dành hết tất cả những gì mình đã có từ 40 năm, mình bỏ vào cái tác phẩm này để rồi mình gửi đến cho khán thính giả yêu mến của mình, gửi đến cho đời của mình. Đó một cái, mình tỏ cái lòng cảm ơn chân thành đến những người đã tin cậy lên mình, đã yêu thương mình, đã có những tràng pháo tay dành cho mình, người nghệ sĩ như mình trên sân khấu hay là bất cứ nơi nào, từ những sân khấu nhỏ,
những đó đến những sân khấu lớn, right. những nơi chốn như nơi nhà thờ, nơi chùa, right. hay cả những nơi đám cưới. Right. Bây giờ đó, những cái hoạt động của một người nghệ sĩ, yeah. tác phong nó như vậy, như là anh đã viết cái bài hát, anh nói là trời sinh đã sinh ra tôi. Yeah. Là để làm vui cho đời, vâng. để làm vui cho người, người. Vâng. Thì nơi đâu có tiếng cười, thì nơi đó có tiếng tôi, nơi có tiếng cười, nơi đó có tiếng bé mập. Vâng. Nơi đâu có tình người, là nó có tiếng hát của Quốc Anh và Chris. Vâng, cảm ơn. Em thấy trong cái CD này là, cái CD mà anh làm là nó rất là đặc biệt là Hoa Cài Mái Tóc. Cái bản nhạc này nó đã nhiều năm, nhiều thập niên rồi, nó vẫn hay. Và bài hát này anh cưu mang và anh yêu nó từ lúc anh mới bước chân vào nghề ca hát. Bài hát này thì nó đã có trên cuộc đời này, hiện diện trên cuộc đời này đã gần 50 năm. Vâng. Nhạc sĩ Thông Đạt vâng. viết ca khúc này và ông cũng vừa quá vãng vâng. gần hơn một tháng. Vâng. Thành ra có lúc nào đó luôn luôn vẫn nghĩ đến ông, vâng. cầu nguyện cho hương linh của ông được siêu vâng. thoát. Này, bởi vì cái bài hát này là một trong 6 ca khúc đã tạo nên tên tuổi của vâng. Quốc Anh. Và vâng. khán giả cũng biết nhiều Quốc Anh qua bài vâng. hát Hoa Cài Mái Tóc. Cho em hỏi thêm, cái poster thì rất là đẹp, rất là nhiều ca sĩ, Thanh Lan, Trang Thanh Lan, rồi chị Phương Hồng Quế vân vân, Ngọc Minh vân vân, mà sao thiếu thiếu anh Danh Hài Bách Eo? Bé mập là tại sao? Đây là một sự xuất hiện đặc biệt hay sao? Không, thưa anh Hai Cài, tự vì và cái đêm này là của anh Hai là 40 năm vâng. về ca hát. Em thì là trong cái lĩnh vực nghệ thuật thôi, right. thì anh Hai trước không, là cái dìu dắt của em hồi đó giờ, right. giống như kỳ rồi anh có phỏng vấn về cái right. Golden Night, right. em là coi như là người em trong gia đình của anh Hai, nhưng mà không thể thì là kỳ này là em đứng đằng sau cái poster, right. đó, để công việc của bé là công việc khác, dạ nó không có thời gian mà để lên sân khấu đó và 40 năm của anh Hai là hai anh em có nói chuyện right. thì anh Hai để tròn cái thời gian mà em lên nói cho người ta cười thì cái thời gian đó là để dành cho anh Hai muốn tâm sự, muốn kể hết những cái bài hát trong cái CD này. Vâng. Yeah. Anh tưởng là em sẽ xuất hiện trên sân khấu là vào cái giờ mà prime time, tức là cao điểm đúng không đó, cùng với tất cả 15 ca sĩ nổi tiếng và một cái chương trình rất là phong phú được tổ chức ở tại Quận Cam này đúng không anh? Yeah. Thì hy vọng rằng tất cả các fan của anh cũng như là những người yêu ái về âm nhạc Việt Nam cũng như là những bài nhạc mà rất là quê hương tình tự Hoa Cài Mái Tóc và CD One đó, hy vọng là tất cả mọi người sẽ đến ủng hộ anh nhiều. Tuy là nó có nhiều cái tâm sự để mà mình chia sẻ nữa, nhưng mà rất tiếc là cái thời gian nó cũng quá dài. Thì bây giờ trước khi mà mình kết thúc cái chương trình đó thì mời anh gửi lời những cái gì mà anh muốn gửi đến tất cả các fan của anh. Thưa quý khán giả thân mến của Quốc Anh, từ lâu các bạn yêu thương Quốc Anh, mời quý vị đến với chương trình của show Quốc Anh kỷ niệm 40 năm âm nhạc và cũng là cái đêm Quốc Anh ra mắt CD chủ đề Hoa Cài Mái Tóc tại nhà hàng Emerald Bay chiều thứ Paracel. Dạ xin lỗi. Nhà hàng Paracel, tại vì cái flyer mình đã làm sai một lần, anh nó quen. Thưa quý vị, Quốc Anh nhắc lại là nhà hàng Paracel, okay. lúc 6 giờ rưỡi chiều thứ 6 ngày 12 tháng 7 là chương trình show của Quốc Anh kỷ niệm 40 năm âm nhạc. Và quý vị thương mến muốn đến ủng hộ Quốc Anh, góp mặt trong cái ngày vui lớn của Quốc Anh thì xin quý vị cứ liên lạc với Quốc Anh bằng hai số phone sau đây. Số phone thứ nhất của Quốc Anh là 714-458-1762 và quý vị cũng có thể mua vé đến tham dự ủng hộ Quốc Anh tại Melody Flower, số phone 714-775-4648. Quốc Anh và tất cả anh chị em nghệ sĩ cô đêm đó luôn luôn mong muốn và chờ đợi sự ủng hộ của quý vị dành cho 20 anh chị em nghệ sĩ có mặt hôm đó nói chung và riêng Quốc Anh được cái vinh dự, được cái hân hạnh gặp gỡ quý vị thêm một lần nữa trong cái đêm gọi là đêm lớn của Quốc Anh và mong mỏi được sự ủng hộ của quý vị rất là nhiều. Xin thay mặt tất cả anh chị em nghệ sĩ của đêm 12 tháng 7 show 40 năm kỷ niệm của Quốc Anh tại nhà hàng Paracel lúc 6 giờ rưỡi chiều ngày 12 tháng 7 năm 2013 này, trân trọng cảm ơn quý khán giả thân mến và thân bằng hữu rất nhiều đã và sẽ ủng hộ cái show này của Quốc Anh. Và đặc biệt hồi nãy người em trai Andy Chris này đã khiêm nhường, thưa quý vị đêm đó Andy Chris sẽ có cái hai vai trò rất là quan trọng cái chương trình của Quốc Anh đêm đó. Chris sẽ hát
và Chris sẽ hướng dẫn chương trình opening, mở đầu cái phần trình diễn đặc biệt của Quốc Anh. Và hy vọng quý vị sẽ dành cho cảm tình cho tất cả các nghệ sĩ của đêm Quốc Anh sắp tới. Cảm ơn quý vị một lần nữa. Số phone của Quốc Anh 714-458-1762. Và nơi để quý vị có thể mua vé tham dự là Melody Flower, số phone 775-4648. Trước khi chia tay cùng tất cả quý vị, Danh hài bé mập, nam danh ca Quốc Anh và anh Chris xin kính chúc tất cả quý vị một ngày thật bình an, hạnh phúc và thành công thật nhiều trên mọi lĩnh vực. Trân trọng, kính chào. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent la pelle et le souvenir. Rêve aussi, et le vent du nord les emporte dans la nuit folle l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous rassemble, toi qui m'aimais, je t'aimais. Qui s'aime tout doucement sans faire bruit, et la mer efface sur le sable les pas. Andrew Chris xin chào đón tất cả quý vị khán thính giả đến với chương trình Andrew Chris Show.